Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Plants vs Zombies Garden Warfare 2 và mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em mà thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì hôm nay là ngày chủ nhật và cái sự kiện là event cuối tuần, đó chính là chiến đấu giữa con Ngô và All Star sắp kết thúc rồi. Hiện tại thì mình đang có 17 ngôi sao Rainbow Star, ngôi sao cầu vòng. Và mình còn thiếu 33 ngôi sao nữa để đổi được một cái dương 50 sao. Rồi và chúng ta sẽ vào và mình có một số cái bộ trang phục mới đây. Con này hình như có mấy cái bộ trang phục mới mà mình chưa thử. Đây, nó có bộ trang phục mới mà. Trang phục mới của nó là cái kính nhìn xuyên màn đêm đây anh em. Cái kính hôm qua chúng ta hay dùng đấy. Rồi, có mỗi kính xuyên màn đêm thôi. Và theo mình nhớ là có một số con khác cũng có cái đấy. Con này hình như còn có một đồ khác nữa cơ. Để xem nào. Không có đồ khác, chỉ có động tác mới thôi. Cho nó động tác mới này. Đây, để chỉ là cái động tác mới. Wow, xoay tròn một vòng trên không trung này. Cái động tác ăn mừng này. Khá hay. Rồi, thì chắc chúng ta sẽ trang bị cho con này cái quả kính nhá. Thật ra thì nó cũng chẳng bắn được. Tại vì mình đang muốn tham dự cái sự kiện kia. Cái kính... giúp chúng ta có thể nhìn là tốt hơn trong màn đêm mà. Đây, nhìn rõ hơn một chút đó. Như kiểu là đen trắng ấy, dạng dạng đấy. Rồi chúng ta tập trung nhá. Nhiệm vụ chúng ta tập trung là chúng ta sẽ đi lấy 33 cái Rainbow Star trước để mở hòm 50 nào. Mình còn đúng một cái hòm 50 chưa mở thôi. Đây đây, còn một cái hòm 50 chưa mở. Rồi và chúng ta sẽ vào luôn nào. Chiến đấu thôi. Tiến lên nào. 33 Rainbow Star nhanh thôi. Mình còn sắp đủ tiền, sắp thêm 4.000 tiền nữa để mua thêm một con tướng mới. Hôm qua chúng ta mở được 3 con tướng mới rồi. Chúng ta còn thiếu rất nhiều, chắc phải thiếu khoảng tầm 20 con. Lâu đây. Cầy tiền để mở. Mỗi ngày vào chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chắc 2 ngày có thể mua được một con. Rồi, All Star cũng được. Mình thích bán con này nhất. Và chiến thôi. Tiến lên nào. Tiến lên nào anh em. Tỷ số là bao nhiêu? Tỷ số là 24-23. Không quá cách biệt đâu. Cái gì vậy? Chết luôn à? Vãi thật. Bên này có nhá. Đây này, đây này, đây này. Bên này có rất đông. Đâu rồi? Mình vừa thấy một đám cơ mà nhỉ. Đây. Chạy đâu. Bắt đầu bắn luôn này. Đập bật khiên lên. Chạy thôi. Ghê vãi. Chưa gì nó bắn ghê quá. Này chịu thế nào được. Nổ bây giờ. Chết bây giờ. Đặt khiêng lên. Ném quả bom. Nổ rồi, trời ơi, quả đấy mình đang lao vào thì đúng hơn đấy. Ghê quá, mẹ bắn rát thế nhỉ. Trời. Nằm ngã ngửa ra, 32-29. Đứng từ xa bắn lên. Chắc chắn nó tập trung ở đây hết này. Ghê. Nổ, yes, tuyệt vời. Đây. Chạy đi đâu, vỡ đầu nha, headshot. Quả mình bắn thẳng vào đầu nó luôn đấy. 38-32 rồi. Hay lắm. Tránh. Quay nó, hay rồi. Phải thế chứ. Xấy nó. Chạy rồi. Tránh đường ra, đặt cái này ở đây làm cái gì vậy ta? Hết đạn. 40-34. Căng thẳng gớm nhỉ. Đứng ở đây. Ok. Chết mày này, nhắm tao à hả? Thằng nào lên đây tiếp. Ui giời, bay xác. Sợ thế. Bên này
Bên này cũng rất rất đông trên nóc nhà. Sấy nó, sấy nó. Chạy đâu, chạy đâu. Sao bên này, nó sao bên này, nó sao bên này, nó sao bên này. Chết mày này. Chuyên gia đánh được. Oh man. Chết mày này. Chạy ra, chạy ra, 50 rồi. Yes, tuyệt vời. 5 Rainbow Star, tiếp tục cho chúng ta đây. Ngon quá. 50 và tỷ số là 50-43. Cách biệt. Rồi, ngon rồi. Team ra đánh khá ổn. Nhưng mình không đứng trong top, rất là buồn. Thằng kia đứng. Cái động tác này như mình không có này. Cái động tác mà đứng dựa vào cái khẩu súng mà sao mình ngã này. Mình giết được 3 mạng tất cả. 415 score. Quan trọng là được Rainbow Star thôi. Cái kia không quan trọng lắm. Bây giờ có thằng 5400 à? Đông thế nhờ. Bây giờ lại là mốt chơi à? Mốt chơi zombie à? Mốt chơi bọn All Star. Thì em sẽ bắn thằng Commander cho mà xem. Commander bắn sướng lắm. Nhìn chung là ba cái chiêu của All Star thì nó có vẻ hữu dụng hơn trong cái trận chiến này so với con kia. Con kia thì cái chiêu bắn thứ ba của nó khá là khó bắn. Tại vì nó cần một lúc nạp đạn ấy. Nạp đạn thì bọn kia có thể tránh hoặc là xây cái phòng thủ rồi. Nhưng mà trúng cả cái đấy thì đai. Thế thôi. Và đam hình như của bọn kia nó to hơn một chút. To hơn một chút nhưng mà máu lại thấp hơn. Đó, Commander này. Dĩ nhiên là Commander rồi. Legendary mà. Đó. Mình cũng chẳng sợ, bên mình có hàng 5400, chẳng sợ. Thế nào, full Commander, tiến lên. Chúng ta cần tìm cái vị trí thích hợp để có thể là vừa đứng bắn mà vừa thủ thiết các kiểu. Cứ từ từ đi, từ từ thôi, không cần gì phải vội vàng quá cả. Chúng ta sẽ đi và xem xét tình hình như nào, địa hình như nào. Ở đây thường có vài con. Hay lắm. Chết một bé này. Tuyệt vời. Đã chết hết và mình đã thanh được đầy 1/3 của cái thanh rồi. Không, 1/5 thì đúng hơn. Revive, revive, revive. Hoàn toàn có thể là thắng được ấy. Hoàn toàn để đứng trong top được. Mình sẽ phải vừa revive vừa bắn. Chúng ta có thể vừa cứu mà vừa bắn được. Khá thấm. Bắn đấy. Có chúng con nào không? Bắn băng à? Mắc khó chịu nhỉ? Khó chịu thế. Không chết nhỉ? Mẹ. Né thôi, né thôi, né thôi, né thôi. Không được, không được, không được, không được, không được, không được. Nó đốt lửa thấm lắm. Nó vẫn cứ tự quyết tâm ra đây này. Chết mày này. Đó, đó chính là cái chiêu last hit của mình. 17-7 rồi. Quá cách biệt. Đẳng cấp gọi là quá cách biệt. Nổ rồi, chết rồi. Nó ở đâu ta? Rồi ôi, mình ném quả bom không kịp. Tôi biết ngay là có thằng nào nó móc lốt đằng sau mà. Hay thật, nó móc phía dưới này. Đã có tỉnh táo ở đấy rồi nhưng mà không kịp. Vấn đề là không kịp. Chúng ta sẽ đi vòng ra số này đi. Đứng đây bắn này. Ờ, mình quay chạy chỗ này à? Nó respawn ra sang bên kia. Đây đây đây, phía dưới này. Cái gì đấy? Thằng kia tự sát rồi, sợ quá chạy tự sát luôn rồi. Bo tay. Thanh niên tự sát luôn, lại rơi thẳng xuống vực luôn. Nó ở đâu nhỉ? Vấn đề nó ở đâu? 24-12, gấp đôi số lượng mạng rồi.
Nhưng hiện tại đây 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 đây. Tìm mấy rồi, tìm mấy rồi, tìm mấy rồi. Tìm thấy rồi nhá. Chết này, quá muộn để có thể chạy. Chết, úi giời. Thế quái nào nhờ, mình đã ném quả bom. Wow, Osta đẹp thế. Osta có cái loa ở đầu này. Thế quái nào bắn mình chết nhỉ, ở đâu nhỉ? Hai thằng này cứ kiểu xoay tròn quanh nhau kìa. Oh. Oh, oh, oh. Núp, 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 núp. Lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Chạy nhanh thế nhở? Chạy nhanh quá, không kịp nhìn thấy cái gì luôn. Bên này như có một thằng này. Kinh thật. Lên 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 lên. Áp sát nó, quay nó. Chết rồi, hình như là chết rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Ném bom lên. Chết dưới kia rồi. Ồ. Mình không được last hit à? Vấn đề mình không được last hit này. Revive, revive. Vừa revive vừa bắn được mà. Quân mình. Giật thích cả mình. Đâu đâu vậy? Bắn ở đâu vậy? 48 30 rồi. Cách biệt quá lớn. Còn hai mạng nữa thôi, đi tìm nó hay giết nốt nào. Bây giờ đi săn zombie kia 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 kia. Ôi giời, mình làm nó ăn à? Ôi wow, wow, wow. Chết rồi, 50 mạng. Thêm 5 Rainbow Star nữa. Kiếm Rainbow Star có vẻ dễ quá nhờ. Rồi, ngon. 50-33. Trận này còn cách biệt hơn trận trước. Trận trước là 43, trận này là 33 đây. Đó, thanh niên kia là bạn mình. Đấy, nguyên T01 là bạn mình đây. Bắn rất hay. Trình độ cấp là 5.000 mấy. 5.455 là cấp cao nhất hiện tại trong cái Plan vs Zombie Garden Warfare 2 này. Ô, mình bắn được có 4 mạng thôi à. Kém quá, kém quá. Bên mình có một người, lúc nãy có 2 người 5.000 cơ mà. Chúng ta đủ tiền đấy, chúng ta phải mua gói thẻ bài đấy. Có kịp không? Đóng cửa rồi. Có kịp mua không? Nó không cho mua rồi. Time Limited này. Cái đồ thời trang này. Infinity Patch. Là cái gói trang phục vô cực này. Infinity Stone. Here we find. Hiện tại thì chúng ta đang có là bao nhiêu cái Rainbow Star rồi. Mình thiếu 33 mà mình đã có là... Rồi, mình chơi con này đi. Rainbow Star mình đã có tất cả là bao nhiêu cái nhỉ? Ok, chúng ta vẫn là... Ấy thôi, mình sẽ đi cùng đây. Thế nên có cái quả mặt rất là đẹp nha. Đi cùng nhau, đi cùng nhau. Đi cùng nhau là chuẩn đấy. Bắn cùng nhau luôn. Cả một đoàn zombie này. Nhìn sợ vãi. Bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi. Bắn nó, bắn nó. Ồ, bên kia có một cái kìa. Ghê phết đấy. Núp, 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 núp. Nó vừa lách qua người xong. Nổ này, chết cả hai luôn. Đó, ít ra phải tự sát. Nếu mà không giết được ai thì ít ra phải tự sát. Đúng rồi. Cái chủ trương của mình là thế. 66 kìa. Căng vết nhờ. Chẳng đơn giản chút nào cả.
Wow, bên kia kìa, bên kia có bên kìa, plan kìa, 76 rồi. Chết ngay. Chết mày ngay, mình còn 7 máu. Mình có cả cái heal regen này, update này. Vãi thật, hai anh em đi móc lốp ạ. Kinh vãi. Sợ vãi, được được đấy. Quái được, thấy mới được, mình cũng đi móc lốp lại. Ăn ngay được hai thanh niên móc lốp. Trong này rồi, trong này mình thả quả. Chết, yes. Đã bắn vào cái bia đỡ đạn của mình. Hài vãi. Rồi, chúng ta giết được ba mạng. Chết, 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 chết. Đông thế nhỉ? Bên này, 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 bên này đằng sau này. Đông thế nhở, đông thế nhở. Chết này, ôi không chết kìa. Mình đã quăng lao vào nó rồi, đông quá, đông quá. Chứ phải đông quá, tìm nó đông hơn mình nhờ. Hai thằng à, tỷ số đang là 25-19, vẫn đang dẫn kìa. Bên này, bên này. Bên này mình thấy nhớ là có mấy con. Đây, đây, đây. Chết. Nó đâu vậy nhở? Đây, đây nổ. Rồi không được, không lao vào được. Quá đặt cái khiêng, nãy phải đặt cái khiêng lên. Nó revive này, 1-2 này. Bắn ghê quá. Rát vãi. 30-24, team ta vẫn đang cố gắng chiếm đánh tốt hơn một chút. Chỉ hai con kìa. Đây, 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 đây. Đúng thế nhỉ? Một bé. Nổ này, nhờn với anh à, giết hai bé luôn nhá. Cho giết được 8 mạng rồi, khá ngon. Nhờn với anh à, cửa này cửa 36-30 kìa, vãi thật. Chết rồi, chết rồi, cùng nhau chết rồi. Chết mày này, ôi giời ơi, tôi cũng chết luôn anh em ạ. Mình tưởng là cái kia nó có đỡ được, nhưng mà nó gần quá, nó bắn quả tên lửa gần quá. Respawn, được rồi, để nó cứu đi. Vãi thật, chết luôn kìa. Bắn chọn này thôi, chứ chẳng có chọn nào khác cả. Nhanh nhờ, 45 rồi. 45 rồi, tiếp tục vào trong cái này để mình sẽ thủ trong cái này luôn. Càng vị trí càng hẹp càng tốt mà. Đó, vào đi, vào đi, vào đi, tất cả sẽ vào thôi. Mình sẽ vào luôn đây. Không giết được à, không giết được à. Chạy, 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 chạy à. Chết này, 50 mạng, yes, yeah. Mình là người last hit cuối cùng. Thằng bé nữa không thể nào mà chạy đâu được, ném quả bom trước mặt. Phía sau bị cản. 50-44 này, trận này hay quá. Hay, hay, trận này rất hay. Rồi, và mình cũng không được đứng ở trong xếp hạng. Đây, con này là một con zombie băng đúng không? Cái mũ đẹp thật, chắc là mũ legendary đấy, mũ xịn đấy. Mình chất phết, mình giết được 10 mạng đấy, hiểu chưa? Cũng đâu đến nỗi là quá tồi đúng không? Với một cấp là 500. Thanh niên 5.400 kia thì lúc nào cũng đứng đầu rồi, 12 à. Mình còn không được một cái, bất kỳ một cái phần thưởng gì cơ. Giết nhiều không được này, cứu không được này, acid cũng không được này. Làng nhàng, tầm trung. Thằng Bandit 12339 kia nó còn giết được 9 mạng và cái điểm score của nó là 1310. Mình còn quên mua ấy rồi, cho quên mua rồi. Ok, chúng ta sẽ vào tiếp tục trận nữa nào. Đã đánh hay, đang đánh rất là vui.
Rồi mình sẽ cố gắng chơi trận này thắng nữa nha anh em. Vẫn là ấy thôi, Commander Khan thôi, bắn rất là đầm tay, rất là sướng. Không phải con nào cũng bắn giống con nào đâu, còn tùy vào đam các kiểu của nó nữa. Commander Khan này bắn ô tốt này, tốt nhất này, xứng đáng là Legendary. Đi đi đi. Ý, sao có mấy con này có mấy cái lá lá ngô nhìn trông đau mắt thế nhở, mấy cái lá ngô ấy. Kia rồi, thấy rồi. Nó chạy hết rồi. Chúng ta không nên gọi là chết một bé, ngon, đã được một bé rồi, tuyệt vời. Chúng ta sẽ đứng ở đây để lấy chiếm vị trí á, ném quả bơ kia vào đây. Đây chỗ này rất rất đông này, đông lắm. Man kinh thật, vừa mới ra đây cái ủa ơi, con này đẹp thế nhở, con này rất rất đẹp luôn. Ai chả Commander Khan cũng chẳng chịu được. 9-5, bên mình đang thắng thế mà. Quả đấy mình phải nhanh tay nhảy thật nhanh lên thì ổn hơn không, đúng không? Đang lao vào ở cuối con đường này đúng không, một đống này chết hết. Nhưng mình có được ăn mạng nào đâu, chúng ta không một mạng nào luôn. Ok phải đứng ở đây này, đừng để nó móc lốp vào được. Móc lốp đằng sau thì đúng là vỡ mồm luôn. Không có ai, hiện nay không có ai. Ngon, còn quả bơ. Cái gì vậy, giật hết cả mình, cái bàn vỡ ạ. À tôi giật hết cả mình nè. Nó ở đâu ấy nhỉ? Thôi rồi, mà hai con ngô ở đây thì thằng nào dám vào nữa. Nó bên kia sang, rồi. Nó thay đổi cái điểm mà. Rồi, chúng ta nhìn thấy rồi. Ném bom lên. Đúng rồi. Bắn đi thôi, đằng sau có này. Phía nào nữa nhỉ? Đây bên này này. Bên này rất rất đông nha. Theo mình thấy bên này rất đông bọn là zombie. Ui dồi, bắn ghê thế, không kịp làm gì, ghê thật. Mình có giết được 3 thằng. Respawn nào, ra nhanh nào. Thế quái là tập trung hết lên trên cái nhà này vậy. Đây đây, phía dưới. Ôi giời, ném nhầm. Ra bắn nó đi, bóc lốp đằng sau nó. Đứng xa xa thôi. Chết, hay lắm, lên cấp 7 rồi, ngon. Chết không? Không chết ạ. Chết, bắn giãn thế nhỉ. Chết rồi, ôi hai đằng đấu súng nhau kinh thật, máu trâu ấy, máu trâu quá anh em ạ. Để thanh niên nào cứu mình đi cũng được. Cứu thì mình hồi được có nửa máu thôi, nhưng mình đỡ phải chạy. Nó sẽ thay đổi cái điểm ấy rồi, điểm hồi sinh rồi. Chết la liệt, sợ thật. Chiến trường ác liệt. Commander Khan. Đấy, mình thay đổi cái kính vào, nhìn ban đêm thì nó ngon hơn nhiều. Kia kìa, đang kia kìa. Ok, đã chết, con gà nó kêu cục tác là chết rồi. Đâu rồi ta? Chúng ta đang cố gắng đi xuống dưới đây để bắn ở đây.
Oh, gớm 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 gớm. Chết ơi, dám phải quả bom rồi anh em. Chúng ta đáo hẳn vào nhà nó luôn này. 36, 17 rồi. Cách biệt quá. Chạy 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 chạy. Chạy ơi, đóng cửa rồi, đóng cửa rồi, đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. À kìa, cửa trên cơ mà. Trời ơi. Thế đóng cửa, tôi tưởng đóng cửa rồi đấy gì hài. Thế là mấy mạng ở đây? 6 mạng. Trận này không được bắn tốt cho lắm. Đi linh tinh quá. Đây 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 đây. Trên này. Hay lắm, nó đã nổ rồi. Làm sao mà bà trụ lại bằng cái hỏa, bằng cái hỏa lực được? Không thể. Trời ơi, thằng kia nó lát hit kìa anh em. Chết mày này, tự sa. Ôi, hai thằng, hai thằng. Ô. Oh. Chết, không được, không được, không kịp ném quả bom rồi. Quả đấy thì kịp ném quả bom thì tốt không? Tôi không kịp ném quả bom thế mới điên chứ. Chết rồi. Rút người. Quả đấy mình có hồi chiêu bom rồi mà. Mình nhìn thấy rồi mà mình ấn rồi nhưng mà không kịp. Chết mày. Chết hai con. Yes, bắn thế chứ nhỉ. Phải nói thế chứ, bắn chết hai con đấy. Ủa lên 12 luôn. Lên vị trí thứ hai luôn kìa. Anh thế chứ. 49 thôi, sắp thắng rồi. Đó, thắng rồi, 5 Rainbow Star. Yes. Quá ngon. Để mình xem mình được đứng trong top không. Cứ bắn hay quá, quả đấy nhảy. Bắn như hốp để nhảy để né đạn xong rồi bắn vào đầu nó. 50, 33. Ui, tuyệt vời. 8.000 kìa. 8.000 tiền. Và mình vẫn không được đứng trong top rồi, ok. Thì mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Plan vs Zombie Garden Warfare 2. Bye bye.